Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Khỏe để sống vui. Và ngày hôm nay, chúng ta đang ở trong những ngày mà dịch bệnh Covid-19 đang có xu hướng bắt đầu tăng trở lại và để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thêm được những kiến thức bổ ích để chúng ta có thể là phòng tránh được sự lây nhiễm cũng như là tái nhiễm Covid-19. Vâng và chúng tôi xin được giới thiệu trong trường quay lúc này sự có mặt của hai vị khách mời, xin được giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm là giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Nhi Trung ương. Và bên cạnh đó là sự có mặt của chị Bùi Thị Dung là nhân viên văn phòng và tôi được biết là chị Dung cũng mới vừa mắc Covid-19 và đã khỏi rồi đúng không ạ? Chị Dung cũng sẽ cho chúng ta rất nhiều những thông tin, những kiến thức hay xoay quanh về vấn đề này. Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi xin được đặt cho tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm là xin bác sĩ cho biết là khi mà các ca mắc Covid-19 được ghi nhận trong thời gian gần đây, đặc biệt là tại Bệnh viện Nhi Trung ương, thì nó có cái đặc điểm gì nổi bật ạ? Trong cái tháng vừa rồi thì như chúng ta đã ghi nhận thì cái số lượng bệnh nhân Covid có thể quay trở lại và có xu hướng gia tăng. Khoảng tuần nay thì cái số lượng bệnh nhân vào có chiều hướng là tăng lên nhưng cũng rất may là cái số bệnh nhân nặng thì cũng không có nhiều. Và đây cũng là một cái để nhìn lại về cái dịch Covid này. Trước đây thì cái Covid rất là nguy hiểm với chúng ta nhờ có cái sự vào cuộc của chính phủ, mọi người trong 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 xã hội, chương trình tiêm chủng của mình cũng đã được đẩy mạnh và cũng một phần như vậy làm cho cái dịch covid cũng bị đẩy lùi tuy nhiên bây giờ có một số cái biến chủng mà có nguy cơ là bùng phát dịch nhưng cũng có lẽ là may mắn là cái chương trình tiêm chủng của mình đã đẩy mạnh được và làm cho khi những người mà mắc covid kể cả những biến chủng mới không bị nặng so với thời kỳ mà chưa có vắc-xin. Khi mà chúng ta đã tiêm chủng đầy đủ rồi thì việc là nếu như là chúng ta có mắc Covid-19 thì cái triệu chứng nó cũng sẽ nhẹ hơn. Và tôi xin được hỏi chị Dung là à, chị cũng đang là người đã tiêm chủng rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Tôi tiêm đã, bao nhiêu mũi ạ? Tôi đã tiêm đủ 4 mũi rồi ạ. À, đủ 4 mũi dạ vâng, nhưng mà chị vẫn mắc Covid-19? Tôi vẫn mắc Covid-19. Ồ, ạ? thì mình trải qua như thế nào? Gia đình tôi thì đã bị Covid-19 cách đây 3 tháng ừ. và cả bốn thành viên trong gia đình đều bị, riêng một mình tôi không bị và tôi nghĩ là chắc là mình cũng sẽ không bị Covid Khi đó là tôi đã tiêm đủ 3 mũi rồi Cách đây khoảng, khoảng tầm 3 tuần Khi mà tôi có triệu chứng là đau họng, rát họng Sau đó là ho Thì tôi mới nghĩ là chắc là tôi chỉ bị uh, viêm họng thông thường Tại vì mùa này rất là mọi người rất hay bị uh, viêm viêm họng Và sau đó thì uh, tôi đã mua thử que về test Thì thấy tôi đã lên hai vạch là tôi đã báo cho cái cơ sở y tế ở phường ấy. để các bạn ấy đã mang một số các vật dụng y tế cần thiết qua để cho tôi xét nghiệm PCR thì chính xác 100% mà tôi đã bị COVID. Lúc đó thì tôi nghĩ là thì chắc là mọi người bị hết rồi bây giờ mình mới bị Thì lúc đấy thì mình mới nghỉ ngơi và tự chữa tại nhà. Có cái điều rất đáng quan tâm đối với cái tình trạng như của chị Dung đây, có nghĩa là chị Dung đã tiêm 4 mũi, 4 mũi vắc rồi thế nhưng mà chị vẫn mắc phải Covid-19. Phải chăng là với cái bốn mũi vaccine này vẫn còn là quá nhẹ so với những cái biến chủng mới như là BA4, BA5 hiện nay hay không thưa bác sĩ? Trên thực tế thì không có một cái loại vaccine nào mà có thể bảo vệ được 100% cả. Covid cũng không ngoại lệ. Nhất là Covid nó lại có rất nhiều cái biến chủng và nó có những cái biến chủng mà có thể trốn tránh kiểu vaccine thế hệ cũ. Tuy nhiên thì Ngày khi được tiêm phòng vaccine ấy, thì nó sẽ tạo ra thì cơ thể sẽ tạo ra một cái miễn dịch với cái loại virus mà mình cần phải phải phòng giả sử như có những cái biến chủng mà không may mà mình mắc thì nếu mình được tiêm chủng đầy đủ thì cơ thể mình cũng đã có được phản ứng cần thiết để mà bảo vệ cho mình thì nếu có bị thì cũng chỉ bị nhẹ và không biến nặng và trên thực tế thì những người mà bị covid lần 2 hoặc là lần 3 đi nữa mà đã được tiêm chủng đầy đủ rồi thì mức độ về triệu chứng một là rất là nhẹ hai là à, cũng rất là nhanh ví dụ trước đây mà chưa chưa vaccine thì có những người mà bị covid thường là có thể tới một tuần hai tuần thậm chí có những người tới ba tuần mà khi test lại vẫn dương tính nhưng giai đoạn hiện nay thì những người có bị mắc lại lần thứ hai thứ ba đi nữa thì chúng tôi cũng đã theo dõi và test để mà âm tính thì thường là cũng rất là nhanh có người chỉ có khoảng 3 đến 5 ngày test lại đã thấy âm tính rồi. còn cái tỷ lệ mà kéo dài và hoặc là triệu chứng nặng thì ít hơn rất nhiều so với như trước khi có vaccine. Vậy là mặc dù là cái số ca mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng trong những ngày gần đây, thế nhưng mà cũng có một cái điểm sáng là số ca nặng nó cũng cũng đã giảm đáng giảm, kể. Giảm Dạ, đó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Và rõ ràng thì cùng với cái sự quay trở lại của dịch bệnh COVID-19 trong những ngày vừa qua thì nhiều người cũng đang băn khoăn là không biết cái 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 hậu COVID-19 trong cái thời điểm này trong cái giai đoạn này nó có khác trước hay không thưa bác sĩ, bác sĩ có thể chia sẻ về vấn đề này. Cái vấn đề hậu COVID thì không phải chỉ có một mình Việt Nam chúng ta quan tâm mà cả thế giới cũng đang rất là quan tâm. Và trên thực tế thì COVID cũng là một cái bệnh mới nổi. Mình mới trải qua khoảng 2 đến 3 năm cho nên về vấn đề hậu Covid nó diễn biến như nào thì các nhà học cũng đang tiếp tục theo dõi và thông thường thì người ta cũng đã nhìn nhận ra thì cái hậu Covid nó có thể kéo dài. Tuy nhiên thì đến giờ này hậu Covid thì nó có rất nhiều cái ảnh hưởng tới cơ thể của của người bị mắc. Mình có những cái các cái biện pháp để bảo vệ cho chính mình từ từ vấn đề theo dõi về sức khỏe, xem cái tình hình tự cơ thể mình diễn biến như nào rồi đến những các cái vấn đề về chăm sóc y tế. Nếu mà thấy có vấn đề thì mình sẽ phải đến để nhờ bác sĩ để mà thăm khám cũng như là theo dõi. Và hầu hết thì mọi người đều vượt qua cái giai đoạn hậu Covid trong vòng vài tháng sau khi mà mắc. Vâng, rõ ràng là với cái sự phát triển không ngừng cũng như là chúng ta đã trải qua cái giai đoạn vừa rồi thì ít nhiều thì trong mỗi bản thân chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều những cái kiến thức để mình có thể là khắc phục cái giai đoạn hậu Covid-19 và tôi cũng rất là muốn nghe chia sẻ của chị Dung. Như chị chia sẻ là trong nhà của mình là có rất là nhiều người đi trước họ đã mắc Covid-19 rồi và à. chị là người sau cùng bị mắc Covid-19. Vậy thì trong cái quá trình mà mình chăm sóc bản thân mình để mình hồi phục đó thì mình đã có sự chủ động cũng như là người nhà mình đã có sự chia sẻ và chăm sóc mình như thế nào ạ? Ừ, thực ra thì đợt này tôi bị Covid thực ra là không nặng. Ừ. Tôi bị rất là nhẹ, hầu như là chỉ ho và đau rát họng. Ở có một ngày tôi bị sốt trên 38 độ cũng không phải là quá mệt Tôi sẽ tự cách ly ở trong phòng và tự nói chung là vẫn tự vận động đi lại được và tôi vận động nhẹ nhàng còn người nhà thì sẽ để thức ăn và đồ ăn ở ngoài cửa tôi vẫn có thể tự sinh hoạt trong phòng của mình được. Ừ, vâng ạ à. đó là một đúng cái đúng điều rất là may mắn đúng không tại vì ạ? Là mình cũng đã tự trang bị được cho mình một là về tâm lý ừ. mình đã không cảm thấy sợ nữa tại vì người nhà tôi bị cũng không quá là nặng ấy ừ. nên là tôi cảm thấy là mình không không phải là quá là sợ <laughs> Đấy, nhưng mà thực ra là nếu mà những người như những người mà bị covid đợt đầu thì có thể sẽ nặng hơn yeah. và do là chắc là do mình cũng là tiêm khá đầy đủ các vaccine rồi nên là yeah. cảm thấy là mình cũng sẽ không bị nặng nữa Hiện nay thì bên cạnh chị Dung thì tôi thấy cũng có rất là nhiều người là họ mặc dù cũng đã tiêm đủ 4 mũi rồi, thế nhưng mà họ cũng đã bị mắc COVID-19 tái đi tái lại nhiều lần. Vì thì không biết là trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe khi mà bị COVID-19 tái đi tái lại nhiều lần như thế thì mình có cần những cái lưu ý gì hay không thưa bác sĩ? Cái biến chủng của COVID, đặc biệt những cái biến chủng mới thì mình cũng phải đề phòng. Không nên chủ quan khi bảo tôi đã mắc COVID rồi, tôi đã tiêm phòng đầy đủ rồi mà mình quên đi những cái dự phòng căn bản cho mình, cho nên để đảm bảo mình không bị tái nhiễm thì ngoài cái việc mà tiêm phòng ra, thì chúng ta cũng nên sống ở cái thứ nhất là cái môi trường của mình phải là trong sạch và thoáng đáng để đảm bảo được cái nguồn không khí chất lượng. cái thứ hai nữa là mình cũng phải luôn tạo cho mình một cái tinh thần thoải mái, cũng như là về thể chất tức là gì mình ăn uống đầy đủ, hợp vệ sinh và đảm bảo dinh dưỡng để mình có một cái cơ thể khỏe mạnh cường tráng. Một cái nữa là hạn chế nơi đông người và nếu mà có bắt buộc công việc mà mình phải tiếp xúc ở chỗ đông người thì cũng, cũng nên, nên đeo khẩu trang để đảm bảo mình không bị lây nhiễm từ người khác mà mình không rõ. Mà. Dạ vâng ạ, rõ ràng là, là chúng ta cần phải thực hiện đúng theo cái, cái quy định 2K của chính phủ đó chính là bị là khẩu trang và khử khuẩn thì nó vẫn là phải là tốt nhất có rất là nhiều khán giả cũng như là tôi được biết là nhiều người họ vẫn e ngại trong cái việc là họ sẽ tiêm phòng mũi ba mũi bốn không biết là với cái sự e ngại như thế thì bác sĩ có sự chia sẻ như thế nào với bất kể một cái vaccine nào cũng đều có những cái tác dụng phụ nhất định tuy nhiên khi mà đã sản xuất ra vaccine thì các nhà khoa học cũng đã cố gắng là hạn chế tối đa và cố gắng làm sao mà để những cái tác dụng phụ là nhẹ nhất, nhất và COVID thì cũng không ngoại lệ. Cho yeah. nên thời đầu tiên ý, khi vaccine mới về và mình chưa tiêm phòng thì mọi người cũng có e dè và cũng có một số những cái tác dụng phụ nhất định nào đó. Rồi qua trải qua một cái thời gian như chúng ta thấy là với cả nước đã đã tiêm phòng và giờ đến tiêm phòng bốn mũi rồi, yeah. hầu hết là người dân còn không còn e dè về vấn đề tiêm phòng nữa. Còn đúng như là, là chị Dung cũng vừa mới nói là một số cái tác dụng, dụng phụ trong đó bị đau với chỗ tại chỗ tiêm thì là hay gặp nhất và cái này cũng may mắn chỉ gặp khoảng độ một, một thời gian ngắn thôi, trong một ngày, trong khoảng một một ngày là 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 cùng thôi là, là đã hết rồi. Như vậy thì với vaccine hiện nay thì nó đảm bảo được cho mình là tránh được không bị tái nhiễm covid hoặc là không bị mắc covid. Giả sử không may mình có mắc đi nữa thì các triệu chứng cũng rất là nhẹ và diễn biến cũng nhanh và đây cũng là một cái hình thức giảm được cái dịch bệnh cũng như là hạn chế được sự lây lan của virus trong cộng đồng Vâng, và cũng chính vì lẽ đó mà trong thời gian vừa qua chúng ta thấy khi mà số ca mắc Covid-19 bắt đầu tăng trở lại thì người dân họ cũng có ý thức hơn trong cái việc là họ bắt đầu đi tiêm những cái mũi bổ sung và mũi tăng cường như là mũi 3, mũi 4. À, tôi rất là để ý đến cái chi tiết là chị nói là trước đây trong cái thời gian mà dịch bệnh mà diễn ra một cách là rất là khốc liệt đó, rất là phức tạp đó thì chị vẫn không bị bệnh. Thì chắc là chị cũng có thể là chia sẻ với tôi cũng như là quý vị khán giả về những cái biện pháp mà mình đã 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 phòng Covid-19 như thế nào. Trong gia đình thì lúc nào tôi cũng sẽ khử khuẩn khử khuẩn những cái chỗ nào mà giả dụ mà giả dụ cầu thang nhé cầu thang thì là cái chỗ là cái nơi chung để mọi người cùng đi lại thì đi đến đâu tôi sẽ bắt là chồng và con tôi sẽ phải xịt khử khuẩn tại đấy luôn và đeo khẩu trang 24 mươi trên hai và cái cả, cả trong phòng cách ly riêng và trong khi mà tự chữa tại nhà thì ra tôi luôn khuyến khích chồng và con tôi sẽ là ăn uống đầy đủ và nhiều rau xanh Đầu tiên là phải thật nhiều rau xanh, thứ hai là uống đủ nước và thứ ba là sẽ nếu mà khi nào mà hết mỏi thì sẽ vận động nhẹ nhàng trong phòng. Trong cái bối cảnh mà dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp với những cái biến chủng mới và cái tâm lý của người dân thì tôi cũng muốn khẳng định là đôi khi là chúng ta sẽ có sự chủ quan hơn so với trước đây. Thì nếu đưa ra những cái khuyến cáo cho người dân để có thể là phòng tránh tái lây nhiễm COVID-19 vào thời điểm này thì bác sĩ Lâm sẽ có những cái khuyến cáo như thế nào? Với cái tâm lý chủ quan hiện nay thì cũng một số một một số người và một số gia đình bảo thôi không cần phải phải tiêm nhắc lại bảo đằng nào mình cũng tiêm rồi và tiêm có miễn dịch dạ, rồi dịch thì mấy. đấy là cái tâm lý chủ quan tuy nhiên thì với cái biến chủng của covid nó liên tục thì mình cũng phải liên tục tiêm phòng và theo quy định của bộ y tế để làm sao mình có những cái mũi nhắc lại để tăng tiếp tục tăng cường cái cái miễn dịch lên cho mình sau tiêm một thời gian thì cơ thể sẽ bị giảm cái kháng thể nếu yeah. càng lâu thì sẽ càng, càng giảm và nếu nó giảm đến mức nào đó thì mình lại bị nặng như như lúc chưa tiêm hoặc là là là, là bị cắt mũi vì vậy mà cái vấn đề ừ, tiêm nhắc lại rất là quan trọng để liên tục tạo ra cái kháng thể để bảo vệ được không bị covid 19 hoặc có bị thì cũng cũng sẽ nhẹ thì đấy là là vấn đề về tiêm phòng trong giao tiếp nên đeo khẩu trang cũng như khử khuẩn tay cũng như vật dụng ăn uống cũng như phải hợp vệ sinh chúng ta cứ tạo ra một cái thường quy chung như vậy thì nó sẽ bảo vệ được bản thân mình không bị covid 19 và các cái loại virus hoặc là vi khuẩn khác nữa mà lây qua đường hấp hoặc lây qua đường ăn uống uống mà hiện nay chúng ta vẫn đang có thể gặp và... vâng và chúng tôi cũng xin được nhấn mạnh lại là à, có thể nói là trong thời gian vừa qua khi mà Việt Nam của chúng ta kiểm soát tốt được dịch Covid-19 thì phải nói là chúng ta đã thực hiện rất tốt công tác y tế dự phòng đó chính là việc tiêm chủng vì vậy trong thời gian tới thì việc mà chúng ta tiêm chủng cần phải đặt lên hàng đầu và việc chúng ta cần phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc 2K của Bộ Y tế đó chính là khử khuẩn và khẩu trang thì cũng cần phải được tăng cường để làm thế nào đó chúng ta có thể là đẩy lùi và tránh cái nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh Covid-19 như đã xảy ra trong thời gian trước đây một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của hai vị khách mời là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm và chị Bùi Thị Dung đã đến đây và chia sẻ với chúng tôi. Vâng, hy vọng là qua 30 phút phát sóng vừa rồi thì quý vị và các bạn đã có thêm nhiều những kiến thức cũng như là những cái thông tin bổ ích để chúng ta chăm sóc sức khỏe và bản thân của mình trong bối cảnh mà dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm và chị Bùi Thị Dung đã đến đây và chia sẻ với chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo vâng xin chào